Sau khi mà mình đi thăm nhà dì ba xé lá chuối rồi á, thì giờ mình đi thăm dì này thứ mấy? Không biết luôn. À, dì này á thì chỉ bị bệnh. Bệnh là do lý do là mình nghe chú Tư nói là dì bị tai nạn xe, rồi giờ đầu óc là không còn tỉnh táo nữa. Có lúc thì xé hết quần áo luôn, không có chịu mặc quần áo. Rồi ở nhà thì nhốt dì lại ở trong một cái phòng. Mà cái gọi là cái phòng nhưng thực sự cũng không phải là cái phòng nữa, mà là cái chòi. Rồi mình nghe nói là dì có hai chị em, rồi người chị của dì thì bị bệnh tiểu đường, nằm bệnh viện. Còn dì thì ở nhà, rồi nhốt dì lại ở trong nhà vậy đó. Để mình vô mình thăm thêm thử coi như thế nào. Chú Tư đi trước với một người chị ở trước rồi. Té ơi, té. Hoàn cảnh của dì này thứ mấy vậy té? Con thứ mấy? Con thứ mấy tên gì? Không, dì bệnh đó. Dì bị bệnh đó. Dì bệnh tên gì? Thứ mấy? Cốt thứ mấy? Thứ năm. Dì năm cốt. Rồi cái giò nó thấy bệnh cũng dẫn lên, cũng thấy cũng lạnh lùng. Sao vậy? Chứ sao? Bệnh bây giờ nó không có tiền tốn gì. Nó nhỏ đi đó, đi nhỏ nằm viện vậy không tiền. Chị hả? Ừ, nhỏ chị chứ. Tội ơi, nó cũng đường giờ biến chứng con dở lên y như mình con gà mà mình đổ, mình lấy hết miếng da. Cái người dẫn mình ra đây hả? Ừ, tội. Ủa? Nó đen vậy nè. Ủa chị đó là sao với cái người bị nhốt chị? Vậy? Ủa chị đó là chị của người, từ người bị nhốt? Từ đó giờ, dạ. Không tiền tốn viện gì. Vậy hả? Làm vậy qua là... này. Vậy là con nghe nói đi bệnh viện là chị đó đó hả? Ừ, tốn viện gì rồi đó, mới gì. Còn nhà của chị đó ở đâu đó, chú? Nhà đó mới xây lên, không có tô đó. Dạ. Rồi không có tiền rồi xây lên người hậu hết. Chị đó có chồng không chú? Có chồng, chồng đi mặn đâu rồi chứ. Dạ. Đầu con vô kêu hồn. Thì cháu nhỏ này nè. Ừ, con chị nó nuôi nó đó. Là cái chị này với cái người bị nhốt là hai chị em ruột. Chị em ruột, rồi thằng chồng thì cũng chết luôn mà bên kia không ai nó nuôi hết trơn, người ta đem gì để nuôi mấy năm nay. Chồng đang... của cái người bị nhốt á chết luôn. Là bị tai nạn, hai vợ chồng bị tai nạn lớn. Rồi luôn. Người chồng bị mất luôn. Mất luôn. Rồi bên kia rồi. Người ta bỏ. Dạ, bên rồi. Chồng thì người ta bỏ, ta hết nuôi. Tháng nào thì hả tên kia cho tí cũng trên 20 kg gạo, 20 kg gạo. Ừ. Rồi kia nó đi lãnh ha, đâu có tí xin cho nó. Ừ. Nghiệp. Ừ. Rồi nó bệnh vậy, tội con kêu hộ giả cái giò lên thấy con dậu luôn, giờ nó biến chứng gì mà nó lỡ. Tôi chỉ có con không chứ? Có thằng tay đi làm, thằng nãy đi làm mới về đứng trong nhà. Dạ. Nhà mấy bển á. Dạ. Có anh bạn. Con nhà này là nhà khác hả? Nhà này là nhà của thằng này mới xây nè, thằng này nè. Dạ. Này là em, nhà dạ. Bên lợp rồi là của ba chồng nó. Nhà bên đây của ba chồng. À, rồi giờ nó cụng vô đây cất thêm cái nữa đó. À vậy là ăn gian vách tường. À, ăn gian vách tường. Chứ không phải là nhà bên đó, không phải nhà của chị. À, nhà nó bên kia, tuốt bên kia. Dạ. Ngay chỗ mà mình đi vô á. Dạ. À. Là chỉ ăn tên Hương gì? Dạ. Dì tên gì vậy dì? Tên Hương. Dì Hương vậy thứ mấy? Ừ, thứ tư. Dạ. Dì Tư Hương. Từ gần nhỏ em bị tai nạn là tên Cốt thứ năm. Dạ. Dì bị bệnh tiểu đường á hả? Ừ, tiểu đường biến chứng tùm lum, mới nằm bệnh viện về hôm qua. Cái này là mình bị bao lâu rồi? Bị nay cũng 5-6 năm ạ. À. Dạ. Tùm lum hết giò cẳng. Giò hỏi. Giò hỏi. Mình bị tiểu đường là nó biến chứng vậy hả dì Tư? Ừ. Bị nổi tùm lum. Ít hơn giò bên kia nãy, giò bên kia nó đỏ tươi. Giò hai bên tiêu của tầng tường tính dưới vậy. Dạ. Là nó ngứa mình gãi nó làm sao vậy? Người ta nói bác sĩ nó tiểu đường nó biến chứng tùm lum. Dạ. Thế như hồi chị nó biến chứng tiếp 3. Là hồi chị thấy chị thứ mấy gì thứ 3 hả? Thứ 3 hả? Ở gì đủ chứng tên. Biến tùm lum tùm la hết. Dạ. Ngày hôm qua mới đi bệnh viện về đó. À, bác sĩ nói về tắc nghẽn mạch máu rồi mới cho chuyển viện cái nằm mấy ngày, thấy nhỏ bên đây nó quậy tay tét tùm lum rồi không có ai. Rồi thêm em bệnh nó con xin về luôn. Dạ. Vậy là bác sĩ bắt dì Tư nằm bệnh viện. Ừ. Mà dì Tư nằm cũng hết mấy ngày rồi. Dạ. Mấy ngày rồi mới xin về. Mà không ai lo cho dì dì Năm ở đây. Ừ. Rồi dì Tư mới tốn gì nó quậy nó tay tét tùm lum nó xin. Dạ. Xin chứ không có tốt. Tên xin. Ừ. Đây đi vô có gì đâu la la. Nó cười á. Nó cười vậy á. Im đó.
dĩ bị gì năm dĩ bị bệnh vậy lâu chứ nay khoảng 17-18 năm rồi. Dạ vậy trời cũng quá gần lâu rồi. Lâu rồi mà cấp mới rước nó về nay 6-7 năm nay, lúc trước ở với má đã 11 năm rồi. Dạ thì má mất rồi mới rước má nó về đây. Dạ ở đây nhìn quang vắng quá chừng luôn, đâu có ai ở. Dạ ở đây là nguyên một cái vườn chuối của người ta, hồi nãy đường vô đây cũng khó vô nữa. Chỉ có mặc đồ không? Có. Dì Tư. Có. Dạ. Lết ra đây chút ơi. Nói dễ hiểu không dì Tư? Nó. Kêu nó lết thì nó lết vậy đó. Dạ. Kêu lết thì nó lết. Cho ăn, ăn, cho uống, cho ngon vậy đó. Dạ. Từ từ, nắng. Rồi, được rồi, nắng. Được rồi. Con thưa dì Năm. Dì hiểu. Dì Năm ở trong cái phòng gì nè. Dạ, ở tên thì lá, ở tên là lạp bằng lá. Ở trong đây có vòng cầu gì không dì Tư? Nó đâu có đi được, nó đi tại chỗ tự mình tự xử vậy đó. Dạ. Chứ nó đâu có đi đứng được đâu, vòng cầu nó ngồi đâu được. Dạ. Nó ngồi đâu được. Ủa, là dĩ lết vậy thôi chứ dĩ đi không được hả không. Dì Tư? Lết không, dễ rút cái tay đâu hả, lúc cái tay luôn rồi đó. Cử động được có tay trái à. Dạ, rút tay phải luôn. Rồi bình thường dì Tư có mở cửa cho dĩ không? Mình ở nhà thì mình mở, còn mình đi bệnh hay gì đóng cửa lại để nó lết xuống. Dạ, chứ. Đứng ra nữa. Đi. Dạ. Dĩ mừng. Thấy dạ. Người là mừng vậy đó. Dạ. Mà mình nói Dĩ có hiểu không dì Tư? Có khi gì nó cảm giác nó cười vậy chứ nó cũng đâu biết quỷ gì. Não nó tiêu hết trơn. Dạ. Giờ cho ăn 2 gói mì tôm, 3 gói ăn cũng hết, không biết gì hết trơn. Vậy hả? Ừ. Không có cảm giác gì hết trơn. Rồi nếu mà Dĩ đi vệ sinh thì Dĩ tay tét vậy đó. Tay tét tùm lum. Rồi sáng về, hôm qua về nè, cái tắm bao nhiêu đồ đây nè. Dạ. Nó tay tét tùm lum hết trơn vậy. Dạ. Năm nay là Dĩ như được nhiêu tuổi thì... Tuổi mùi á, 41-42 vậy. Dạ. Nó tuổi mùi á. Dạ. 41-42 tuổi vậy. Dạ. Nó em thứ 5, thì thứ 4. Dạ. 44. Dạ. Nó 41-42 tuổi. Dạ. Quậy như tao. Quậy chiều nay bỏ đói luôn. Lúc nào Dĩ cũng cười vậy không dì Tư? Lúc nào cũng cười vậy đó. Dạ. Là có quậy không hay là chỉ vậy thôi? Nạt nó hay mà la nó là đập đầu cá lóc. Vậy hả? Thôi quậy vô kìa. Thôi chiều bỏ đói luôn không cho ăn cơm. La nó là nó sụ xuống. Vậy hả? Nó sụ mặt đó. Dạ. Vậy là biết vui biết buồn. Chỉ có muốn ăn bánh đồ này kia không dì Tư? Nó đâu nói chuyện được. Mà đưa bánh chỉ có ăn đưa không? Bánh ăn. Dạ. Đưa bánh đưa gì ăn hết, đưa gì cũng ăn hết á. Dạ. Cho gì ăn nấy. Ừ. Mà nó đâu có biết xin biết đồ. Nó đâu nói chuyện. Không có nói chuyện luôn. Không. Ừ. Cười không mà chứ không nói chuyện được. Dạ. Rồi nhà này là ai cất cho dì vậy dì Tư? Đó gì mới rước về đó, mượn tiền tùm lum cắt. Dạ. Tự nhà cắt. Dạ, cái này chắc chừng 10 mét vuông chứ gì. Không biết nhiêu nữa. Hả? Hồi đó anh Tâm anh đo rồi không biết nhiêu nữa. Dạ. Cái này là đất của bên chồng cho cắt á. Dạ. Chứ không phải đất của chị nè. Dạ. Bà nhà chồng bà thấy vậy rồi bà cho cắt cái nền này, rước nó về nuôi á. Dạ. Chứ không phải của đất nhà. Đất nhà là bên Tường Đa. Dạ. Mà nhà không có đất vậy ta. Tường Đa là ở đâu vậy ta? Tường Đa Phúc Túc á. Dạ. Nếu bà Tân Thành chạy lên á. Dạ. Rồi má mất rồi bà nhà chồng mới cho cái nền rước nó về đây. Dạ. Rồi ví dụ như mà dì Tư ở trong nhà tổng đi. Rồi dì Tư không có ở ngoài này rồi có mở cửa vậy không? Có rồi. Khi có mở một chút rồi mình gà ra mình thăm chừng mình đóng lại. Dạ. Chứ không thôi dĩ bò cái mấy dũng rồi này kia ra mấy dũng lên được đâu. Còn mấy lết ra múc nước đó nó uống. Không ngon vậy hả? Đâu biết gì đâu. Vậy rồi nước uống gì gì dì Tư có để sẵn ở trong phòng không? Không, không, không có để sẵn. Mình canh mình cho nó uống mấy lần vậy. Chứ để nhiều uống hết nhiều bể bụng nó chết. Vậy hả? Để nhiều uống nhiều. Dạ. Giờ đưa 2 ca uống hết 2 ca. Uh-huh. Bể bụng chết. Uh-huh. Nó ăn nó đâu còn cảm giác gì nữa. Dạ. Cho ăn nhiều nuốt hết. Uh-huh. Nó không có cảm giác gì đâu. Mình cho nó ăn nhiều đủ cái bụng quá nó mập thôi, nhưng mình cho ăn thiếu thì nó ốm thôi chứ bây giờ nó không biết nó không cảm giác gì hết. Tai nạn là tai nạn sao vậy dì Tư? Người ta đụng nó kêu bằng chồng nó chết tại chỗ. Mà đụng xe Honda với Honda hay là Honda với Honda. Dạ.
đụng chồng mới chết tại chỗ luôn. Còn dạ, nó bán không chỗ vậy đó. Rồi bác sĩ đồ cũng chạy mà má ba gian xin bác khóc quá trời. Mà cấp đó không có đồng bạc. Rồi á má mới có cái nhà đó. Hồi đó má đi giao liên có nhà tình nghĩa tình thương gì đó. Dạ. Bà bán bà lo cho nó hết trơn. Lo mà về mẹ con không có chỗ ở, mướn nhà tọ ở luôn. Mà giờ nó cũng không đi đứng được, nó lết chỗ vậy. Dạ. Nó giờ cũng như xong luôn à. Dạ. Ngồi chỗ vậy tới chết thôi. Vậy có đi con không gì vậy Tư? Có đứa con mười mấy tuổi mà ở bên nội nó. Dạ. Rồi nó cũng không về, hồi bước về nay 6-7 năm không biết làm sao, nó cũng không về thăm mẹ nó. Con trai hay gái? Con trai. Ha, nó mắc công chuyện gì mình cũng không biết, mà nó cũng không có về đây thăm mẹ nó lần nào. Rước về đây 6-7 năm hôm ngoại chết tới giờ. Rồi bên nội có hay thường qua thăm gì không? Từ hôm rước về tới nay là không có ai qua thăm hết. Dạ. Mà không biết có công chuyện gì không mình không biết. Dạ. Mà không có ai qua thăm hết. Chắc có công chuyện thì cũng được, chắc không gì về thăm hết. Dạ. Chiều 4 giờ hết công chuyện rồi chạy viện chút cũng sao. Được. Mình cũng không biết sao, thấy không qua thăm vậy chứ mình cũng không biết sao. Thôi vậy vậy không cho mình đi về tản. Chú Tư về trước đi. Chú Tư có một chuyện về trước đi, con ở đây chút xíu không vậy? Không có, về nhà này nè. Dạ. Con ở đây. Dạ ở đây đi. Dạ. 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 Thiệt sống vậy thiệt khổ thiệt chứ chú Tư. Vậy thấy gì chết thì sướng hơn sống. Mà vậy á chú uống biết sao ngày hôm qua con bệnh con mới chết, thằng kia bệnh nó bệnh hen nó đòi tiền. Tiền đi mua thuốc hen, mà lớp con nằm bệnh viện lớp nhỏ nãy quậy nó, tại hôm qua con muốn khùng. Tới 6 giờ con còn xin bác sĩ bên bệnh viện, chưa về tới nhà. Nè ông mà xin đừng, ba cho đi về á. Chứ ba đâu có cho về, nó còn bệnh ba đâu có cho về đâu. Mình thấy mấy đứa em về bỏ cho được bỏ. Vậy rồi nhà dì Tư từ lúc mà dì Năm với dì Tư cứ hai chị em bệnh như vậy là rồi có nhiều sự giúp đỡ của người ta không dì Tư? Cũng có. Giúp đỡ cũng nhiều lắm. Dạ. Người nhiều khi chú Bốn đó chú đó. Dạ. Chú cũng gạo xin tên kia đợt nào cũng cho nhóc chục ký, 20 ký. Dạ. Miễn đâu cho là chú xin cho. Chú viên bé đồ bệnh á. Miễn ở đâu cho là ông cũng xin ông cho hết rồi. Dạ. Lần 20, 15 cho hoài. Với vòng vòng đây cũng cho nhiều gạo rồi này kia gạo thôi cũng cho nhiều. Rồi giờ chồng của dì Tư làm nghề gì? Làm mướn. Dạ. Như ai mướn gì làm nấy. Dạ. Tứ hướng hết. Rồi dì Tư hết. Bệnh gì dì Tư có mẫn gì được không? Không. Ở nhà không. Dạ. Ở nhà còn không xong nữa làm gì. Dạ. Ở nhà xuống. Dì Tư bệnh nay bao lâu rồi? Nay chắc phát hiện nay cũng cỡ 4 năm. Dạ. Mà không biết có bị trước không nhỉ? Con có ăn cóc không? Dạ. Dạ. Ủa hai. Cái này xức cái kia được không? Dạ. Không biết. Còn hay cái gì ngoài da mình nghĩ, con nghĩ là sức bệnh được. Bệnh nó tông máu, bệnh ra chứ. Nhưng mà sức cho nó lành ở ngoài da cũng được. Không biết, mình không biết, mình không biết ấy tầm bậy được. Cái gì cười chứ à? Vậy là mỗi lần mà dì Tư gặp dì Năm là dì Năm cười không vậy á? Cười vậy suốt vậy. Vậy tối dì có ngủ được không dì Tư? Được. Dạ. Giờ nào nó cũng ngủ, miễn nằm ra thấy rình rình nó lại ngủ mất tiêu. Nằm đó lại ngủ. Cái này bác sĩ cái nói là má bị mình bị đụng vô cái sợi dây gì vậy dì Tư? Nó hồi đó nó bị não. Bác sĩ nói không như giờ nó tia ra như cái ốc heo vậy, mình đâu có mổ được, mà nó chích nó tụ lại vậy mổ được, mà nó tia ra vậy mổ đâu được. Vậy hả? Vậy là đụng vô ngay não mình hả ta? Đụng cái đầu nó. Dạ. Té văng xuống á. Té văng xuống đập đầu. Ở đó nó y như con cá lóc mà mình đập đầu giải tê tê. Trời ơi. Cà chụp cà chụp cà chụp cà nhịp 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 y như cá lóc mình đập đầu luôn. Vậy mà nghĩ là cứu không sống. Vì máu nó tào ra khè 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 khè. Y như cá lóc mà đập đầu. Ở đó nó thở đâu được, khoét lỗ một khúc á. Khoét với cổ họng à. Dạ. Khoét cổ họng nên cho nó thông đường hay nó ấy. Dạ. Dì Năm với tên gì dì Tư? Cúc. Dạ dì Năm Cúc. Ngồi vậy chứ biết. Ngáo ngáo hết sức. Càng nói ngáo ngáo càng cười không? Thấy không? Ông chửi nó ngáo nó càng cười. Dì Tư bị vậy dì Tư có đau không? Đau dữ lắm hả? Ngồi xuống chịu nổi. Dạ. Tầm lắm. Dạ không kìa. Ngồi gần nó là nó hung nha. Dạ. Những ngồi gần nó là nó hung vậy. Chích bảnh chút đi. Hiểu. Dĩ hiểu kìa, dĩ hiểu. Nói nó vậy á. Dạ. Mà nó ỉa nó tay. Ỉa nó tay tét tùm lum nó quậy như tàu vậy. Quần mã mặt lượt 4 cái. Vậy tòng vô, tòng vô. Tòng vô lượt 4 cái. Dạ. Sáng chặt 1 giây vậy đó. Dạ. Tòng lượt 4 cái. Dạ. Ông bà, cô chú, anh chị cũng nhìn thấy được hoàn cảnh của dì Tư.
và dì Năm ở đây. Dì Tư bây giờ dì Năm cũng không còn ai là người thân, cho nên là dì Tư phải cưu mang dì Năm. Trong khi đó thì dì Tư cũng khó khăn về bệnh tật nữa. Dì Tư có giường tược gì nhiều không? Dạ không có gì hết. Dì Tư có hộ nghèo không? Có cận nghèo. Có hộ cấp cận mà nghèo. mới được cái chị tên xã, chị thấy xuống chị kêu làm cái gì mà đầu hồ xí gì chú? Dạ hồ xí. Hồ xí gì cái chị thấy bệnh quá trời, cái chị mới kêu bà Chi làm cho hộ. Chứ đó xin đâu được. Rồi làm cho hộ cận nghèo là mình được cái bảo hiểm. Bảo hiểm đi khám bệnh đỡ tốn tiền, chứ lúc trước không có. Có vậy không? Chứ lúc trước mình không có. Rồi cái này giờ tên xã cho được cái hộ cận nghèo. Dạ. Cận nghèo đi khám bệnh mình đỡ tốn tiền, đỡ này đỡ kia. Dạ. Dạ. Rồi xã mới cấp thì mua được bảo hiểm nay chừng tháng. Dạ. Thôi giờ ông bà cô chú anh chị cũng nhìn thấy được hoàn cảnh của dì Tư, dì Năm thì con cũng không có lời nào mà để diễn tả được cái hoàn cảnh thật sự qua cái hình ảnh trên clip của con, cho nên đó là bây giờ con cũng xin trích ra một phần quà của anh giấu tên, đó là số tiền 2 triệu đồng để con gửi cho dì Ba và dì Tư. Vậy là dì Tư giữ luôn nha dì Tư. Đây là quà của anh giấu tên. Dạ. Còn đây á là quà của chú Quang và cô Nhung ở Tây Đức. Đó là số tiền 1 triệu. Còn đây á là quà của Bình Toàn. Bình Toàn đi theo mình từ sáng giờ. Bình Toàn thấy hoàn cảnh này thì cũng chịu không có nổi, cho nên là Bình Toàn cũng muốn giúp đỡ cho dì Tư và dì Năm ở đây số tiền là 500.000 đồng. Dạ. Dì cũng mà cảm ơn nhiều, cảm ơn mấy em mà giúp chị với em của chị. Dạ. Cảm ơn nhiều. Dạ. Thôi coi nó hung. Mà ai tới cũng hung vậy không dì Tư? Ai tới cũng hung vậy á. Dạ. Miễn lại gần nó là nó hung vậy á. Dạ. Hung hết, dữ lắm hết. Dạ. Dạ. Giờ cho ăn gì cho. Mà nó hung hung hồi là chảy máu răng. Dạ. Răng nó yếu xìu à. Nó nghe hiểu trơn hả? Nó hiểu. Con cũng xin gửi lời cảm ơn tới chú Quang và cô Nhung và anh giấu tên và Bình Tồn nữa. Con cảm ơn ông bà, cô chú, anh chị đã có lòng thương yêu, lòng chia sẻ tới những người có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật. Con cũng cầu xin ơn trên chúc phước, chúc sức khỏe, ban sự bình an, ban sự dư dật trên tài chánh của ông bà, cô chú, anh chị, đặc biệt là chú Quang và cô Nhung và anh giấu tên, cũng như là Bình Tồn và tất cả ông bà, cô chú ở phương xa đang có cái tấm lòng hướng về những người khó khăn ở Việt Nam nữa. Con cảm ơn ông bà, cô chú, anh chị rất là nhiều. Mấy bài chờ. Cảm ơn em. Thôi cảm ơn rồi đừng hung nữa. Cảm ơn sao? Cảm ơn em. Giờ dì Tư đóng cửa lại hả? Để nó bò ra đi. Để bò ra chú nhủi chết. Dạ. Đó chơi. Vợ nuôi nó nói tội chứ chú y như heo. Sáng cái ra cho ăn vô cái tưa cái cho ăn vậy, cho ăn cái mình vô cái đóng cửa, chứ bữa mở ra cái bò ra tới đây. Dạ. Có chị kia chỉ cho xe lăn mà đâu có làm nổi đâu, đẩy. Dạ. Đi cái đường này long đông đâu đẩy đi nổi. Cái quạt thì bị cháy mới ginh gan, giờ không biết quạt sáng đêm tới ngày chị không nổi. Dạ. Giờ không biết làm sao luôn. Cái này hồi đó lập lá đâu có tiền đâu, cái thí tường sưng á chú, thí tường sưng biết xin ai cho được đó, ton đè lên nè. Chứ đó lập lá đâu có tiền đâu làm. Vậy là ở tâm ở dưới lá tên Tôn. Ở dưới lá tên Tôn. Làm cái thêm cái cửa sổ phía sau đó nữa mới lồng gió y vậy nè. Cái này ông kia ông mới quay, ông xin ai lại làm á chứ, chứ con có làm nổi đâu. Mới quay xin lại làm vì bà ấy bà mới lên tô cho nó vậy nữa nè. Làm cái làm sao đó nữa, rồi mẹ tên này cái nữa, có cửa sổ mưa cái bình sập xuống vậy nè, ba cái về gió nó mà đóng lại đi để tụi. Lên chết lên. Lên lên đi cút, lên chị đóng lại, lên đi. Lên đi.
không muốn hư hư không muốn lên dạ. Sống vậy còn khổ hơn là bà không chịu, không chịu là vậy á. Vui quá, chắc nãy vậy đây vui quá. Lên lên đi. Cho ta ăn nghe nó ăn có mặt nó sáng rỡ. Dạ nó ăn không ha. Nó mấy bài ông lê lẻ hết trơn. Bây giờ nó ăn là chịu rồi. Trời ở đi đừng la bên bới cơm. Bới cơm xuống. Bỏ nấu luôn chứ bới cơm. Chọc la làng rồi hồi mặt xuống. Xuống nữa rồi đó. Rồi cười lên bye bye. Rồi chút bới cơm xuống liền. Bye bye. Rồi rồi rồi. Rồi bới cơm xuống liền. Ngày nào mà con muốn ghẹo nó, con ra con bỏ đói nó là nó la vậy đó. Chọc nó chi làm cái ớt gì nữa, bịch. Bệnh tiểu đường vậy rồi bác sĩ có nói là làm sao hơn hơn gì tư? Vì bị tiếp ba rồi. Dạ. Mà bây giờ hai giỏ tôi cứng hết, không có cảm giác luôn. Dạ. Mà bác sĩ nói gì vậy, tiểu đường nó biến chứng tình linh vậy, chứ giờ nó chạy từ từ, không có biết sao. Dạ. Dạng nó biến chứng tùm lum rồi đó. Giò cẳng mình bảy nát cái tên. Ôi sống như gì tư năm khổ quá chú Tư. Thấy đi mấy nhà có nhà nào sướng không? Ừ. Đi từ sáng giờ sáng đi Đồng Tháp mấy gì. Chú hả? Ừ. Chú đi Đồng Tháp đâu? Thì đi Đồng Tháp chung nè. Ghê ổng. Ừ. Tại vì đi dẫn nó đi chứ nó đâu biết đâu rồi đi vậy. Vì giờ nó vô mình có chú Tư dẫn. Con bệnh. Dẫn con. Bệnh con xin về chị hôm qua. Phải vậy. Con về hôm qua sáng 6 rồi.